Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Trưng cầu dân ý về hôn thú đồng tính, tin từ Canberra, đề nghị của hành pháp về trưng cầu dân ý để cử tri quyết định chấp nhận hôn thú đồng tính đã bị Quốc hội Australia bác bỏ. Kết quả biểu quyết tại Thượng viện là tối thứ hai là 33 phiếu chống và 29 phiếu thuận. Bộ trưởng Tư pháp George Brandis trình bày đề nghị tại Thượng viện Chính phủ đã lắp lại nhiều lần nguy cơ kéo dài tình trạng không công nhận hôn thú đồng tính. Phe đối lập đề nghị là bỏ phiếu trực tiếp tại cơ quan lập pháp. Tranh luận về hợp thức hóa hôn thú đồng tính đã kéo dài hơn một thập niên nay và Thủ tướng Malcolm Turnbull hy vọng có thể giải quyết vấn đề bằng trưng cầu dân ý vào ngày 11 tây tháng 2. Nhưng đảng lao động đối lập viện lẽ, cuộc bỏ phiếu của 15 triệu đại diện cử tri là tốn kém và gây chia rẽ cũng ảnh hưởng tai hại với mối quan hệ giữa những người đồng tính với gia đình. Các cặp đồng tính hiện nay có thể khai báo quy chế sống chung tại đa số tiểu bang của Australia nhưng không được công nhận theo luật quốc gia. Tin từ New York City, hai người đàn ông Venezuela bị tố cáo âm mưu bán ma túy trị giá nhiều triệu Mỹ kim để tài trợ nỗ lực duy trì quyền lực của gia đình tổng thống Maduro. Tổ luật sư bào chữa định phản đối sự khả nghi của các nhân chứng mà chính quyền Hoa Kỳ đưa ra điều trần việc tuyển chọn bồi thẩm đoàn cho vụ xét xử hai cháu trai của đệ nhất phu nhân Celia Force là vợ của tổng thống Maduro đã bắt đầu hôm 2 tháng 11 vừa qua. Họ bị bắt tại Haiti hồi tháng 11 năm 2015. Hai bị cáo là Frankie Francisco, 31 tuổi và Efren Antonio, 30 tuổi, đã trình diện tòa án tại Manhattan. Cuộc tuyển chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu với 95 vị để chọn 12 bồi thẩm và 4 dự khuyết. Giới chức công tố cho hay hai cháu trai của đệ nhất phu nhân Venezuela định chuyển hàng trăm kg cocaine từ phi trường Venezuela tới Honduras trên đường xâm nhập Hoa Kỳ. Nhân chứng của chính phủ Hoa Kỳ là hai mật báo viên giúp việc cơ quan DEA giả dạng là thành viên tập đoàn ma túy Mexico đã gặp hai bị cáo tại Caracas. Lò hạt nhân, Việt Nam cạn tiền nên đang xem xét khả năng tạm hoãn các dự án hạt nhân. Bản tin RFI ghi rằng, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 7 tây tháng 11, 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng trước đã chỉ thị cho chính phủ xét lại các kế hoạch nhà máy điện hạt nhân do Nga và Nhật giúp xây dựng, với khả năng tạm hoãn các dự án này do nguồn tài chính của nhà nước hiện nay rất eo hẹp. Theo các nguồn tin từ Việt Nam, chính phủ đang xem xét toàn diện các kế hoạch nói trên và sẽ trình báo cáo lên Quốc hội. Một trong các nguồn tin này cho biết là vào lúc này, đầu tư một khoản tiền lớn là cực kỳ khó khăn do tình hình tài chính eo hẹp hiện nay của chính phủ. Vào năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã thông qua kế hoạch xây 4 nhà máy điện nguyên tử ở tỉnh Ninh Thuận. Hai nhà máy do Nga tài trợ và giúp xây dựng, hai nhà máy kia do Nhật tài trợ. Kế hoạch ban đầu dự kiến là nhà máy đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Nhưng kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia mà chính phủ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông qua vào tháng 3 năm nay, dự trù việc khánh thành nhà máy điện đầu tiên của Việt Nam được dời lại đến năm 2028. Tin từ New York, theo CNN Money, công ty Tesla sẽ giảm bớt những Supercharger network tức là hệ thống sạc điện miễn phí nhanh chóng cho những khách hàng mới. Mặc dù đây là một trong những yếu tố khiến công ty này luôn thu hút khách mới mua xe của mình. Công ty này thông báo hôm 7 tháng 11 rằng những khách hàng đặt mua xe Tesla mới sau ngày 1 tháng riêng năm 2017 sẽ nhận được một sạc tín dụng cho việc nhận được 1.000 dặm sạc miễn phí mỗi năm. Khách hàng nào chạc điện hơn 1.000 dặm sẽ phải trả một lệ phí nhỏ để sử dụng dịch vụ này mức phí này sẽ khác nhau tùy từng khu vực và tùy vào từng thời điểm khác nhau chưa có mức giá chính xác nào đã được công bố những khách hàng đang sử dụng và đặt mua xe trước ngày công bố này vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ supercharger network miễn phí cho thời điểm hiện tại Tin từ Manila, Tổng thống Philippines ông Rodrigo loan báo bãi bỏ đơn đặt hàng mua 26.000 súng M16 từ Hoa Kỳ để trang bị lực lượng cảnh sát quốc gia sau khi có tin Washington bỏ ý định bán vì quan ngại về nhân quyền tại Philippines. Trong tuyên bố qua làn sóng truyền hình hôm 7 tây tháng 11, Tổng thống Rodrigo nhấn mạnh, chúng ta có thể mua từ nơi khác. Tôi chỉ thị cho cảnh sát không mua súng từ Hoa Kỳ, Tuần qua, thông tấn Reuters báo tin, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định không bán súng trường M4 và M16 cho Philippines sau khi nghị sĩ Ben Cardin phát biểu là ông sẽ phản đối việc bán vũ khí này. Ông Rodrigo tuyên bố, Nga mời mua, Trung Cộng cũng mời mọc. Theo các ước lượng, chiến dịch diệt trừ ma túy của Tổng thống Rodrigo đã gây thiệt mạng từ 2.300 đến 4.700 người. Thông báo của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại – Hội nghị Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại được tổ chức từ ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 11 sắp tới tại Chùa Điều Ngự ở số 14472 Chestnut, thành phố Westminster. Hội nghị của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tuyệt đối không phân biệt tông môn, pháp phái. Mục đích của hội nghị là tạo sự liên hợp giữa các đoàn thể, tổ chức Phật giáo nhằm giúp cho Phật giáo phát triển tốt đẹp và vững mạnh tăng đoàn nguyện làm viên gạch nối và toàn tâm hỗ trợ mọi tổ chức Phật giáo đã và đang hành trì Phật đạo trên khắp năm châu để cùng nhau xỉn dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại. Trong tinh thần phụng sự và liên hợp, cúi xin chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý thiện hữu tri thức, cư sĩ, huynh trưởng, Phật tử vì tiền đồ của Phật giáo dân tộc và nhân loại mà bi mẫn, chấn tính, quang lâm, chứng minh, và tham dự hội nghị để mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi giới quần chúng Phật tử. Kính mời Tỳ kheo Thích Viên Lý. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.